Hi, chào các bạn, lại là mình đây. Trên tay mình hiện tại là dòng sản phẩm mới của Realme, đó là Realme C11 ha. Các bạn có thể xem qua. Và trong cái video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để hiển thị phần trăm pin trên cái thanh trạng thái này. Thì như các bạn quan sát thấy, hiện tại là trên này nó chỉ hiển thị cái biểu tượng pin thôi và nó chưa có hiện cái phần trăm pin lên. Thì cái phần trăm pin là giúp cho các bạn có thể là quan sát thấy là trong máy của bạn là còn lại bao nhiêu phần trăm pin để các bạn có thể là sạc pin cho nó hợp lý các bạn nha. Và cách làm cũng tương đối đơn giản ha, các bạn hãy làm theo mình nhé. Lúc đầu thì các bạn hãy vào cài đặt nha. Đó. Rồi các bạn chọn vào chỗ là thông báo và thanh trạng thái. Ở đây thì các bạn có thể quan sát thấy hiển thị phần trăm pin trên thanh trạng thái. Nó hiện là không hiển thị ha. Bây giờ các bạn nhấp vào. Ở trong đây là nó sẽ có hai cái để các bạn chọn ha. Là bên trong biểu tượng pin và bên ngoài biểu tượng pin. Thì ở đây mình sẽ chọn vào bên trong cái biểu tượng pin. Là lập tức là nó sẽ hiển thị cái số 67 là phần trăm pin trong cái biểu tượng pin luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn bên ngoài biểu tượng pin. Đó. Thì lập tức ở đây nó sẽ hiển thị là phía bên ngoài biểu tượng pin ha. Đó, nó sẽ hiển thị như thế này. Đó. Thì tùy theo cái sở thích của các bạn, các bạn có thể là cho nó hiển thị như thế nào, cho nó hợp lý ha. Bạn thích kiểu nào thì hãy chọn cái kiểu đó ha. Rồi ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để hiển thị phần trăm pin trên thanh trạng thái trên cái dòng điện thoại Realme C11 mới ra ha. Cũng tương đối đơn giản thôi. Nó cũng giúp ích cho các bạn rất nhiều, biết được cái phần trăm pin còn lại trên điện thoại để các bạn có thể sạc pin hợp lý hơn. Rồi ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn xong nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể like và chia sẻ video này giúp mình. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video thu thập điện thoại tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.